Em Hoài xin chào tất cả các bác nhà mình. Em xin tự giới thiệu, em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài và em chuyên bán buôn bán này đá mài tự nhiên Lai Châu. Đó, đá mài tự nhiên Lai Châu em còn sẵn rất là nhiều mẫu để cho tất cả các bác nhà mình có thể đặt hàng và em sẽ gửi hàng cho tất cả các bác ạ. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác đó là năm năm con dao thủ công mèo khuyết lưỡi truyền thống của Lai Châu. Và lát thì em sẽ bê ra ngoài 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 sáng này em quay cho các bác thì các bác có thể nhìn rõ hơn. Đây là đá mài tự nhiên Lai Châu nhá các bác nhá. Em có sẵn rất là nhiều. Cặp 230.000 ở mé bên này. Đấy, hàng 2 cân rưỡi một viên và cặp cặp 3 cân tầm 3 cân một viên, một cặp 270.000 cả ship. Một đôi là 6 cân thì em để ở mé bên này. Đấy, có sự phân loại nha các bác nhá. 270 và 230.000. Và hôm nay thì em sẽ lên đó là năm con dao rèn truyền thống Lai Châu. Tại vì thợ không biết tiếng Kinh ấy nên là bảo họ đi gửi hàng họ cũng không biết cách để gửi hàng nên là em phải lên tận chợ phiên em lấy đấy các bác ạ. Chợ phiên thì cách nhà em 60 cây thì em lên tận đó em lấy. Hôm nay thì em lấy được 5 con như này. Đấy, hàng thủ công họ làm cũng khá là lâu và hàng thủ công đẹp nhưng mà em vẫn để giá ưu đãi cho các bác, đó là giá 380.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc và em chỉ sắm 5 con duy nhất cho tất cả các bác nhà mình đặt hàng. Và các bác nào mà có nhu cầu mua hàng thì liên hệ em Hoài theo số điện thoại đó là 0352 749 419. Em Hoài ở tại địa chỉ bản Phiêng Phát, xã Trung Đồng, huyện Tân Yên, tỉnh Lai Châu nhé các bác nhé. Chuyên cung cấp đá mài dao tự nhiên, dao phúc sen các loại này. Đặc sản các vùng miền như là táo khô này, táo mèo khô, ba kích. Hoặc đồ ngâm rượu em có rất nhiều này, mật ong rừng, chè khô và các loại gia vị em đều có hết nhé các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu về hàng gì thì cứ alo cho em Hoài để được chốt đơn ạ. Sau đây thì em sẽ giới thiệu 5 mẫu dao mèo truyền thống của người Lai Châu. Và dao mèo này là do một anh thợ người Mông, à không phải anh đâu, một bác thợ đấy, bác này khá là lớn tuổi rồi. Một bác thợ người Mông rèn ra nhé các bác nhé. Và bác này thì không biết tiếng Kinh, vì vậy mà muốn lấy những cái con dao này là em phải lên chợ phiên em lấy trực tiếp. Và nhà em cách chợ phiên thì 60 cây cơ. Nên là tầm lúc mà rảnh rảnh một chút thì em sẽ sắp xếp thời gian để em đi lấy. Còn bình thường thì em bảo thợ là bảo bác thợ cứ rèn dao đi và lúc nào mà có hàng thì em lấy. Và mục đích em bán những cái con mèo thủ công Lai Châu này, số 1 thì ngoài những cái việc mà để bán hàng để kiếm tiền ra thì bên cạnh đó em còn giới thiệu đặc trưng và sản phẩm truyền thống của người Lai Châu đến mọi miền Tổ quốc. Đấy, đặc biệt là em muốn giới thiệu và ở Lai Châu ở chỗ em thì sẽ có một sản phẩm đó là dao mèo khuyết lưỡi như thế này, đó là một dao mèo truyền thống của người Lai Châu đấy, nó khuyết lưỡi luôn đấy. Tầm này thì khuyết lưỡi 1/3 con dao, cái con dao này khuyết lưỡi 1/3 con dao và em chỉ có sẵn 5 con này, mỗi mẫu sẵn một con duy nhất nên là các bác nào ưng ý con nào thì các bác chốt sớm. Các bác xem video của em Hoài và thấy ưng ý con nào thì các bác nên chốt liền nhá. Giá của một dao mèo, đó là một dao mèo và cả vỏ bao bình thường như này giá là 380.000 và 380.000 và em sẽ miễn phí vận chuyển toàn quốc nha các bác nhé. 380.000 một con, miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn. Em đi lấy cái thước đo. Giá một dao mèo là 380.000, đồng giá 5 con thì đồng giá luôn. 380.000 có cả ship toàn quốc rồi nên các bác chỉ cần trả tầm đó tiền là sẽ được nhận hàng và con hàng thì đương nhiên là sẽ y như video, tại vì toàn bộ những cái video này em quay bằng cam thường. Toàn bộ những cái video này em quay bằng cam thường nên các bác yên tâm, khi các bác nhận hàng thì hàng chỉ có đẹp hơn video thôi chứ không có xấu hơn video đâu, tại vì em quay bằng cam thường mà không có dùng app. Và những cái con dao này do chính tay người Mông Lai Châu rèn ra và mang tính chất truyền thống. Những con mèo mang tính chất truyền thống đó là mèo khuyết lưỡi đó. Đây là mèo chuẩn Lai Châu, các bác cầm lên xem, đó là một phong cách chuẩn của do bác thợ người Mông. Bác đấy
Tên là Asu. Asu rèn ra những con dao này nha các bác nhé. Số 1 em lên cho các bác một con dao mèo khất lưỡi, lưỡi chuẩn zin 30 luôn. Và chiều dài cán đó là rơi vào độ 14,4 cm. Độ dày của con hàng này thì nó rơi vào khoảng 6 ly, thon dần về mũi nhé các bác nhé. 6 ly thon dần về mũi. Và độ rộng rơi vào độ 5,9. Độ rộng của con hàng rơi vào khoảng 5,9. 5,9 ạ. Đó, đây là một con dao mèo khuyết lưỡi số 1 này. Và chất liệu của nó là rèn bằng nhíp xe ô tô nhé các bác nhé, nhíp xe ô tô. Đấy. Và giá là 380.000 một con. Và những cái con dao mèo này đập thủ công hoàn toàn luôn. Bác thợ này thì bác ấy không có máy móc nên là những cái con này rèn ra là đập thủ công hoàn toàn luôn. Và tôi lưỡi cũng khá là già nên là các bác nhà mình tha hồ mà có thể sử dụng được. Đấy, một con dao mèo khuyết lưỡi Lai Châu số 1, lưỡi 80 à lưỡi 30 cm. Mèo khuyết lưỡi số 1, lưỡi 30 cm, giá là 380.000. Đồng giá ở đây là 380.000 nên là các bác không cần hỏi giá nữa. Đồng giá 5 con này là 380.000 một con. Số 1 lưỡi 30 cm, độ dày. Lưỡi 30 cm độ dày đó là 6 ly thon dần về mũi và độ rộng nó rơi vào khoảng 5,9 cm. Và vỏ sẽ là vỏ vuông như này, thợ này rất là thích làm vỏ vuông, cả dao cả vỏ nó như thế này y hình luôn. 380.000 cho các bác nào ưng ý và chốt đơn. Vỏ thì thợ làm cũng khá là chắc này, không bị rơi ra ngoài đấy. Đấy, vỏ cũng khá là hay, khá là chắc. Vỏ thì thợ cũng làm rất là chắc rồi đấy, vào con dao rồi đấy, chỉ là vỏ thô sơ và cán cũng là thô sơ nên là giá nó cũng rẻ thôi. Còn lưỡi thì rèn thủ công từ nhíp xe ô tô đấy. Giá trị nhất ở con dao này là cái lưỡi dao này do chính người Mông rèn thủ công. Bác nào ưng ý thì chốt nha. Số 1, 3, 80, lưỡi 30, lưỡi 30. Và số 2. Và em dặn thợ là những cái con mèo thủ công này thì để đen truyền thống này cho nó mang đậm chất Mông. À, Mông đấy. Thì các bác đi ra để đen này. Và con số 2 em lên cho các bác đó là con dao mèo lưỡi dài 30,3 cm. Và độ dài của con hàng độ dày của con hàng nó sẽ rơi vào độ 6 ly. 6 ly, tầm 6 ly thon dần về mũi. 6 ly thon dần về mũi và lưỡi dài rèn thủ công từ nhíp xe. Đấy, con số 2. Bác nào ưng ý thì chốt, vẫn là 380.000 cả ship thôi. Đấy. Mèo này thì số lượng cũng ít thôi, chỉ có 5 con thôi ạ. Lâu lâu chắc là em đặt nửa tháng ấy, anh thợ em làm được 5 con này đấy. Và quan trọng nhất là chất lượng rất là được. Rất là nhiều nhiều khách sau khi sử dụng thì khen là thợ tôi con này dao này khá là chuẩn. Khá là chuẩn. Đấy, mèo khuyết lưỡi số 2 truyền thống Lai Châu, bác nào ưng ý thì chốt đơn nhé. Chốt đơn cho em Hoa nhé. Bác nào tại vì có 5 con mà số lượng chốt đơn rất là nhiều, rộng rộng 5,8 thì bác nào chốt trước thì em sẽ để cho bác ấy. Còn bác nào mà chưa chốt được thì các bác chờ em chuyến sau nhé. Em sẽ bảo thợ rèn chuyến sau. Con số 3 em lên là một con lưỡi dài 29,2 29,2 cm. Độ dày cũng tầm 6 ly thon dần về mũi. Và độ rộng của con hàng nó rơi vào 6 cm. Độ rộng của con hàng là 6 cm. Đó. Bác nào ưng ý thì chốt con số 3 nhé. 380.000. 380.000. Miễn phí vận chuyển. Đó. Rất là đẹp, một con dao mèo mang hơi hướng truyền thống của người Lai Châu. Các bác chỉ cần những cái người chơi dao sành dao, các bác chỉ cần giơ cái dáng dao mèo này của em thì chắc chắn là cái bác sành dao chơi dao đấy nhận ra ngay đây là mèo của Lai Châu luôn. Nhận ra được luôn là mèo của Lai Châu nhá các bác nhá. Đó, bác nào nghĩ thì chốt đơn nhá. Số 3 giá vẫn vậy. 380. Và vỏ thì là vỏ gỗ bình thường thôi nhé các bác nhé. Vỏ gỗ bình thường như này thôi ạ. Năm rồi chưa về cơ. Số 3, bác nào ưng ý thì chốt đơn ạ. Số 4 em lên một con dao mèo. Đó. Vẫn là dáng thô sơ đây. Và vỏ cũng là gỗ bình thường, cán cũng là gỗ bình thường. Lưỡi thì sẽ là rèn bằng nhíp xe. Vỏ này thợ làm khá là chắc. Chắc chắn. Chết đấy. Dạ, các bác mang đi rừng chặt cây đều được. Đó. Mang đi rừng chặt cây đều được. Số 3.
Số 4, đây là con em đang cầm trên tay là con số 4. Bác nào ưng ý thì chốt ạ. Số 4 nhá các bác nhá. Số 4 ạ, giá cũng hợp lý. Giá cũng hợp lý, đồng giá hết. Bác nào ưng ý thì chốt đơn. Lưỡi dài 30 cm và độ dày của nó tầm 6 ly, thon dần về mũi. Độ rộng nó rơi vào khoảng 5,9 cm. Bác nào ưng ý nha, thì chốt đơn ạ. Độ dày là 6 ly, thon dần về mũi. Đấy, độ rộng của con hàng. Chất liệu là nhíp xe ô tô. Bác nào ưng ý thì chốt đơn ạ. Cuối cùng, số 5 em lên. Con mèo cuối cùng ở trong video này. Em lên cho tất cả các bác nhà mình. Số 5 ạ. Gỗ thì là bằng gỗ bình thường thôi các bác nhé. Vỏ cũng vậy nên là giá cũng hợp lý bình dân. Lưỡi dài 30,3 cm. Độ dày cũng tầm 6 ly thon dần về mũi. Và độ rộng của con hàng nó rơi vào 5,7 cm. 350 cho tất cả các bác nhà mình chốt đơn. 350.000. 350.000 nhé các bác nhé. Bác nào ưng ý thì gọi điện cho em Hoài chốt đơn theo số điện thoại đó là 0352 749 419 nhá các bác nhá. 0352 749 419 ạ. Em quay chi tiết cho các bác quan sát gần con hàng này, rất là đẹp. Lô này thì thợ làm cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ, em thấy rất là đẹp. 380.000 để được một con hàng thủ công hoàn toàn như này thì cũng khá là xứng đáng cho các bác nhá các bác nhá. Nhà bác nào mà ưng ý con nào thì mạnh dạn gọi cho em Hoài để được. Các bác nhà mình ưng ý con nào thì mạnh dạn gọi cho em Hoài để được chốt đơn nhá. 0352 0352 0352 749 419 ạ. Đấy, em Hoài sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả các bác nhà mình. Gửi được hàng toàn quốc luôn ạ. Và các bác nhà mình có yêu thích đá mài tự nhiên Lai Châu thì các bác cũng chốt hàng nhé. Đây là đá mài phá, độ mịn độ nhám rơi vào khoảng 700 grit. Và bên xanh này là đá mài mịn, nó rơi vào khoảng 2000 grit nhé các bác nhé. Toàn bộ là đá tự nhiên mà do chính tay cũng là người Mông cắt ra đây ạ. Cắt ra làm thủ công luôn. Và cắt ra này mài là bằng máy nhưng mà mài thủ công thô sơ cực kỳ luôn. Nhưng mà được những cái nhưng mà làm rất là tỉ mỉ. Và những cái viên đá nào bị lỗi thì em sẽ bỏ lại. Gửi cho các bác là chỉ gửi hàng đẹp thôi. Nhà bác có đặt đá mài hoặc đặt dao mèo Phúc Sen thì alo cho em nhé. Và cảm ơn các bác. Bác nào yêu thích em Hoài thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em để lần sau em sẽ ra video mới nhất các bác có thể nhìn thấy luôn. Và em Hoài xin chào và cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Và bây giờ thì em phải đi đóng đơn đây. Em chào các bác.